Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy, chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo của người, vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu." Tức khắc, máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra, người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào áo tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với người vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha cum," nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc này và bảo họ cho con bé ăn. Kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta lại cùng với Chúa Giêsu băng qua một đám đông. Và trong cái hành trình này đi có hai phép lạ. Phép lạ thứ nhất xuất phát từ ông trưởng hội đường đến xin Chúa Giêsu rằng: "Xin Chúa đến để làm cho con gái ông được sống lại." Và phép lạ thứ hai, đó là phép lạ của một người phụ nữ bị băng huyết 12 năm. Bà chen giữa đám đông. Bà như thể là một người không phải là xin Chúa ban phép lạ, mà là dành phép lạ từ nơi Chúa đến cho mình. Nên bà nghĩ rằng là chỉ cần tay bà chạm được túi áo Chúa thôi thì bà hết bệnh. Và quả thật điều đó đã xảy ra. Bà với niềm tin của mình đã giành lấy cái phép lạ cho mình. Và Chúa Giêsu công bố với bà rằng là: "Niềm tin của con, lòng tin của con đã cứu chữa con." Còn chúng ta trở lại phép lạ thứ nhất là phép lạ chính. Chúa Giêsu đi đến nhà ông Gia-ia để chữa lành cho con gái ông. Thì đang lúc đi như vậy, những người nhà bảo rằng: "Con gái ông chết rồi, đừng làm phiền đến thầy nữa." Và khi Chúa Giêsu đến thì họ đã chuẩn bị đội kèn, đội trống, đội mai táng để làm đám ma cho cô bé.
Chúa Giêsu đuổi họ đi. Và Chúa Giêsu đến cầm tay cô bé và bảo cô bé rằng: "Này con, hãy trỗi dậy." Chúng ta đang sống trong một cái hoàn cảnh mà đôi khi chúng ta bị thất bại quá nhiều về làm ăn, chúng ta bị phản bội quá nhiều về tình bạn, và đặc biệt là lòng chúng ta tối sầm lại, không còn niềm hy vọng, không còn niềm hy vọng, khiến cho chúng ta sống như thể là đang chết, hay nói đúng hơn là một xác chết bích di động. Nhiều người đã nói với tôi như thế. Đó là chúng ta nói để tôn vinh sự chiến thắng của ác thần, sự chiến thắng của tử thần. Nhưng thật ra tử thần không hề chiến thắng, ác thần chưa bao giờ chiến thắng trọn vẹn, chỉ chiến thắng từng trận từng cơn mà đã làm cho chúng ta khiếp sợ đến như vậy. Chúa Giêsu Ngài có mặt, Ngài làm cho cái tình trạng mà những người họ hàng thân thuộc của ông trưởng hội đường đã tin rằng đứa bé chết phải thay đổi niềm tin. Khi họ cố chấp với niềm tin của mình thay vì tin Chúa mà trở thành chống lại Chúa, chiếu nhạo Chúa, thì Chúa không lần lựa với họ mà Chúa đuổi họ ra ngoài. Cái hành động đuổi này ở đây không phải là hành động loại trừ, nhưng mà phải tránh ra một bên để cho ơn Chúa được tuôn đổ, để cho việc Chúa làm được thực hiện. Và Chúa Giêsu đến gọi đứa trẻ rằng: "Hãy trỗi dậy." Tức là hãy sống chứ đừng có chết. Hãy sống chứ đừng có chết. Thế giới này là thế giới của Thiên Chúa dựng nên để cho con người sống, chứ không phải là thế giới của ác thần đe dọa và hủy diệt con người. Ngay khi chúng ta sống trong một đất nước, một cái sự bao trùm của một cái thể chế độc tài toàn trị, thì đôi khi làm cho chúng ta cảm thấy rằng là mình chỉ sống hời hợt qua ngày. Nhưng chính vì cái thái độ sống hời hợt qua ngày của chúng ta đã làm cho xã hội nên tồi tệ hơn, tồi tệ hơn. Bởi vì những người từ cái hệ thống cầm quyền đó, tự thân nó đã bệ rạc ra về mặt lý tưởng sống, bây giờ nó lại kéo được cả những người không bị ảnh hưởng cũng bắt chước theo, thì làm cho xã hội không tồi tệ thì mới lạ. Chúng ta phải sống, phải sống, đừng có chết. Và đó là niềm hy vọng cho chúng ta, cho thế hệ của chúng ta, thế hệ cha ông của chúng ta đang già cả, và thế hệ con cháu chúng ta sẽ được sinh ra và đang lớn lên. Hãy sống, đừng chết. Dù nó có xấu, dù nó có tối, chúng ta cũng hãy sống. Đó là lời Chúa mời gọi chúng ta. Dù có chết như đứa bé, khi Chúa cầm lấy tay bảo hãy trỗi dậy thì chúng ta cũng trỗi dậy. Bởi vì đó là quyền năng của Chúa, không phải là sức mạnh của ác thần nữa. Amen.